Các bạn hôm nay đắp cái con phù điêu theo bản thiết kế với mình nhá. Đây, hôm nay là mình đắp vào cái đám điểm này, ở điểm chữ A của cái công trình này theo bản vẽ các bạn ạ. Đây này, anh em thợ xây đang thi công rất là bên cạnh này có một công trình 3 tầng. Đây này, anh thợ xây anh đang đắp đấu đấy. Trước tiên mời các bạn ngắm cái phong cảnh trên bến đi thuyền rất là đẹp của quê hương Lập Lễ chúng tôi nhá. Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, bây giờ chúng mình bắt đầu vào tác nghiệp nhá. Đấy, trước tiên là các bạn phát thảo trong cái hình mình đắp đến đâu, xong bắt đầu găm đinh, bởi vì nó đầy mà, phải găm đinh thôi. Đấy, các bạn cứ theo dõi quá trình mình làm như thế nào để lên được con phù điêu rồi nhá. Cái con phù điêu này là nó theo một cái bản vẽ các bạn ạ. Đắp nổi 3D lên là nhiều các bạn ạ. Hãy subscribe.
Đấy, vậy là xong các bạn ạ. Con này là mình làm theo đúng bản vẽ, bản thiết kế. Đấy các bạn để ý cái quá trình và những cái bước mình làm ấy. Cách làm để các bạn học hỏi. Và những bạn yêu cái môn nghệ thuật này thì chiêm ngưỡng, thưởng thức những cái hoa văn đẹp. Thôi vậy là hôm nay mình đắp cái con phù điêu này đến đây là hết các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Các bạn cứ để ý theo dõi mình làm để mà học hỏi. Những bạn mà không làm nghề này, không học hỏi nghề này thì cũng chiêm ngưỡng, thưởng thức cái môn lao động nghệ thuật này.